Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng đến kênh Nàng Mệnh Hỏa. Để tiếp tục chủ đề mỗi ngày một món ngon, hôm nay mình xin giới thiệu món cháo hến. Đây là món ăn được nấu thanh đạm, không dầu mỡ nhưng vẫn rất ngon vì lấy vị ngọt từ hến, nấm và cà rốt, nên rất tốt cho sức khỏe, phù hợp cho những ngày ngán thịt cá. Hãy vào bếp cùng mình nhé. Nguyên liệu gồm 200g thịt hến. Mình cần chọn mua thịt hến mới luộc hoặc mua hến tươi về tự luộc. Tiếp theo mình dùng 100g nấm rơm. Cần chọn loại nấm rơm có màu đen ở đỉnh đầu, tránh mua nấm rơm màu trắng sẽ không ngon. Kế tiếp cần một củ cà rốt nhỏ khoảng 100g, một nhánh gừng nhỏ, một ít hành lá và ngò rí. Cuối cùng, nguyên liệu không thể thiếu là gạo. Ở đây mình dùng 50g gạo. Đầu tiên, mình cho gạo vào chảo để rang. Cháo gạo rang khi nấu sẽ không đổ nhựa nên ăn không ngán. Rang trên bếp với lửa nhỏ và cho đến khi nào hạt gạo ngã sang màu hơi vàng là được. Kế tiếp, mình cho 1,5 lít nước luộc hến vào nồi, bật bếp. Trong lúc đợi nước sôi thì mình cắt cà rốt thành hạt lựu. Khi nước trong nồi sôi lăn tăn thì mình đổ gạo rang vào. Tiếp tục cắt sợi một nhánh gừng nhỏ. Kế đến cắt đôi nấm rơm. Cuối cùng cắt gốc hành lá để riêng ra, còn lá hành và ngò mình sẽ cắt nhuyễn để dành nêm cháo. Nấu khoảng 20 phút thì hạt gạo hơi búp búp như thế này. Mình cho nấm rơm, cà rốt và gừng cắt sợi vào. Nấu thêm 25 phút nữa. Tiếp tục cho đầu hành lá vào, rồi sau đó là hến. Nêm vào cháo một ít muối, một ít hạt nêm, một ít nước mắm. Nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp. Bây giờ mình múc cháo ra tô. Rắc thêm một ít hành lá sắc nhuyễn, một ít tiêu xay. Giữa tiết trời se se lạnh, húp một muỗng cháo hến nóng hổi sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của các nguyên liệu, làm cho món ăn thêm ngon miệng. Nhai trúng miếng thịt hến sẽ cảm nhận được vị ngọt liệm trong khoang miệng,
hòa lẫn vào cái giòn sực sực của nấm rơm, vừa ngon lại nghe vui tai. Chúc các anh chị và các bạn có những món ăn ngon cùng người thân yêu. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của chủ đề Mỗi ngày một món ngon.